ngừng lại, bỏ tay ra. Nội, con thấy nhạc chán quá, con tính đổi Vina House cho nội vui mà. Ủa, nội nhắm mắt sao nội biết con bấm vậy? Mắt nội nhắm, tâm nội tịnh. Chứ một chiếc lá rơi ngoài giường nội cũng biết nữa. Rồi nội là xíu ơi, con thấy nội nội câm thâm hậu lắm rồi. Con đâu dám làm gì qua mắt nội đâu. Con đi đâu mà tới giờ này con mới về mà con ngáp vắng ngáp dài vậy con? Đi qua bên kia ngồi. Nội biểu thằng Xuân Phong gọi con về. Đêm qua con đi đâu hả? Lâu lắm á nội mới thấy con đi ra ngoài vậy đó. Dạ tại vì dạo này con thấy đi chơi không có vui, không có bổ ích nữa, cho nên con muốn ở nhà làm cháu ngoan của nội. Hay là có người làm cho con lo lắng cho nên con không thích đi ra ngoài nữa? Đúng rồi nội. Ờ đúng rồi nội. Ôi, con bắt đầu thấy nội có thần thông rồi nha. Sao nó ngồi một chỗ mà cái gì nội cũng biết hết trơn vậy? Đúng rồi, tối hôm qua con đi với Hải Yến cho nên con mới không về nhà đó. Bây giờ con suy nghĩ nha. Hà Giang, Nam Thiên là trên thương trường là đang đối đầu nhau rồi. Bây giờ là tới chuyện tình trường. Trời ơi khổ quá tụi bé ơi. Sao vậy? Con nói thiệt giùm đi. Tối hôm qua con Hải Yến nó đâu? Nó làm sao rồi? Thanh xuân ơi, anh nguyện giữ lấy yêu thương. Trái tim chân thành vẹn nguyên. Phong ba như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ngang mộng. Vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.